Xin kính chào quý vị, tôi là bác sĩ Bùi Xuân Dương. Đây là chương trình OCA số 35 đến với quý vị vào mỗi tối thứ năm từ 8 giờ đến 8 giờ 30. Chương trình này được bảo trợ bởi tổ hợp Orange County Advantage, viết tắt là OCA mà chúng tôi ngày xưa vẫn hay nói là ông chọn ai. Nhưng thực ra nếu quý vị ở Orange County là quý vị có OCA số 35. Nhất là chúng tôi đã có contract với lại Cao Optima từ trước đến giờ. Như quý vị cũng biết là chữ A là chữ Advantage. Advantage là một cái lợi điểm. Thật ra vì vậy ban đầu cái này chúng tổ hợp OCA chỉ dùng cho những bệnh nhân có Medicare không mà thôi. Từ hơn một năm nay chúng tôi cũng có contract với lại Cao Optima nữa. Thật ra nếu quý vị nào ở Orange County mà muốn tham gia vào chương trình của Orange County, A là OCA đó, số 35, quý vị có thể gọi thẳng với lại Cao Optima để xin chọn các bác sĩ trong tổ hợp làm bác sĩ gia đình của quý vị cũng như bác sĩ chuyên khoa của quý vị. Kính thưa quý vị, bên cạnh chúng tôi là có sự hiện diện của bác sĩ Nguyễn Quang Thái, là y sĩ trưởng của tổ hợp OCA số 35. Vâng, tôi là bác sĩ Nguyễn Quang Thái, xin kính chào quý vị. Vâng, như quý vị thấy là hôm nay không có sự hiện diện của bác sĩ Lê Hồng Sơn. Bác sĩ Lê Hồng Sơn là chairman của hai tổ hợp OCA và Southland Advantage. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi nói một cái chương trình rất là đặc biệt là ăn gì bổ nấy. Kính thưa quý vị, ăn gì bổ nấy. Thì thật ra trước khi mà chúng ta nói về cái vấn đề ăn gì bổ nấy thì chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị những cái thắc mắc và người ta vẫn thường nói rất là nhiều. Trước hết là một cái thắc mắc liên quan tới cái ngành của cá nhân chúng tôi. Nhưng mà bác sĩ Thái thì ăn gì bổ nấy thì bác sĩ Thái nghĩ làm sao? Kính thưa quý vị, bác sĩ Dương vừa rồi cho coi một cái đĩa mà màu đỏ đỏ thì bác sĩ Dương cho coi lạ quá, tôi không biết cái đĩa đó là đĩa gì. Tôi nghĩ đó là một cái đĩa mà ăn cà chua hay sao bác sĩ Dương? Chỉ cái quý vị. Oh, bác sĩ Dương cho coi. Cái này là đĩa tiết canh bò, tiết canh vịt rồi đây. Vâng. bác Ăn sĩ máu, có bỏ máu hay không? bác sĩ Thái thì lúc nào cũng là người và sống với thiên nhiên, ăn toàn những loại, nhất là Mediterranean. Thành ra vì vậy bác sĩ Thái nhìn cái màu đỏ là nghĩ tới cà chua, trong khi có nhiều người nhìn cái màu đỏ là nghĩ tới những cái gì là nguy hiểm hơn, ngon hơn. Đó là máu. Nhưng mà kính thưa quý vị, trước khi mà chúng tôi nói về những cái vấn đề mà ăn gì bổ nấy thì chúng tôi muốn nói đến một cái vấn đề thực tiễn hơn, là uống cà phê có tốt hay hại cho sức khỏe. Thì đây là cái tin mà rất nhiều người đã bàn tới rất nhiều, tại vì họ nghĩ là cà phê uống vô có thể lợi cho nhiều thứ khác nhau, có trong đó nhất là bị viêm gan. Nhưng mà bác sĩ Thái, cà phê trong đó nó có chất caffeine, nó làm cho tim đập nhanh, thì bác sĩ Thái có Vâng, kính thưa quý vị, hồi xưa đó thì chính bản thân chúng tôi đó là khi uống chút xíu cà phê đó, nhất là nếu mà cà phê phin mà hơi mạnh của người Việt Nam đó, thì tim đập lẻ. Thì tôi nghĩ ra là nếu mà uống cà phê, nhất là khi uống nhiều, thì cái đó nó sẽ không tốt cho sức khỏe, nhất là không tốt cho trái tim. Ok. Nhưng mà có những cái bài khảo cứu gần đây đã cho thấy là cà phê sẽ rất tốt, lợi cho bác sĩ Dương thôi. Cái tốt nhiều nhất tôi nghĩ đó, và chắc bác sĩ Dương sẽ khai triển cho quý vị coi, tức là cà phê sẽ tốt cho bệnh gan, tức là ngừa được cái bệnh gọi là ngừa xơ gan cho những người có những cái bệnh gọi là siêu vi khuẩn gan hoặc là những người bị xơ gan. Ngoài ra, người ta đã chứng minh rằng cà phê đó có thể làm cho cái telomere của mình nó cắt ngắn hơn, thì thường thường cái tế bào nó sẽ sống được lâu hơn và con người sẽ trẻ lâu hơn và con người sẽ sống lâu hơn. Tôi muốn hỏi bác sĩ Dương là lời giải thích của tôi như vậy có đúng hay không, bác sĩ Dương? Vâng, kính thưa quý vị, quả thật như vậy thì cái cell của chúng ta là mỗi cái tế bào của chúng ta nó có gắn liền với lại một cái phần ngắn nữa, cái phần ngắn đó nó gọi telomere, thì cái phần đó nó quyết định được là cái tế bào đó sống lâu hay sống ngắn, cái thời gian của tế bào đó sẽ bị chết để ảnh hưởng trực tiếp tới cái đặc tính di truyền, trong đó cái telomere. Thì rất nhiều những cái thức ăn khác nhau, những cái đời sống khác nhau, tập thể dục khác nhau và cái đời sống hàng ngày của chúng ta nó có thể giúp cho cái telomere nó thay đổi và làm cho chúng ta sống không những lâu hơn mà sống khỏe hơn. Kính thưa quý vị, nói đến cái cà phê thì thứ nhất á, cái cà phê nó nguy hiểm ở cái chỗ là không phải là cái cà phê mà là cái người pha cà phê. Như quý vị thấy ở đây trong cái tờ báo Orange County là OC Weekly, cái này là Orange County này cũng là OC nhưng mà cũng có chữ A trong đó nha. Orange County Weekly đó,
họ nói cái bài báo này nó viết về những cái người phụ nữ đi pha cà phê. Cái này không phải chất caffeine trong cà phê nó làm cho tim chúng ta đập nhanh mà nó làm cho cái hình thù của cái cà phê nó làm cho tim chúng ta đập nhanh. Kính thưa quý vị, quý vị niệm tình tha thứ oxy 35, thì vì vậy chúng tôi cũng có để một số những cái hình ảnh làm cho chúng ta tim đập nhanh hơn một chút. Nhưng mà thực sự trong cái cà phê nó có một cái chất nó gọi không phải là caffeine. Cái caffeine nó rất tốt để giúp cho cái cơ thể của chúng ta được có một cái đời sống khỏe mạnh hơn. Nhưng mà một cái chất nó có thể nó làm cái cholesterol của chúng ta nó tăng cao hơn. Cái chất đó, kính thưa quý vị, nó tiếng Mỹ nó gọi là cafestol. May mắn thay, nếu mà chúng ta pha cà phê theo những cái phương thức mà dùng có cái giấy để lọc cà phê, thì cái chất cafestol là chất dầu, chất mỡ của cà phê, nó sẽ dính lại trong cái giấy ở đây. Như quý vị cũng thấy, nếu mà chúng ta dùng cái cà phê Việt Nam thì đây là cái cà phê cái nào đây tôi uống được bác sĩ Dương nói cái gì tôi sợ quá vậy, cái đây là cái nồi nó ngồi trên cái cốc thì cái cà phê ở đây thì như quý vị thấy khi mình đổ nước cà phê nó ngấm nó đi thẳng xuống dưới cái ly, thì chính cái ly đó nó không có cái filter để nó giữ lại cà phê chất cafestol. Thành ra vì vậy người uống cái này nó có thể có nhiều cafestol hơn là người uống trong cái cà phê mà nó được lọc bằng giấy. Nhưng sự thật trong cái ly sữa này, kính thưa quý vị thấy là có cái ly sữa ở dưới, thì cái sữa là sữa đặc có đường. Thành ra vì vậy người ta mới đặt ra cái câu hỏi là cái sữa có sự thật tốt cho cơ thể của chúng ta hay không, và đây sữa có tốt hay xấu. Ông chị Thái bác sĩ Dương thấy hôm nay tôi mới đi chơi 2 tuần về đầu óc còn gọi là phiêu lưu ở đâu bên đầu châu thì toàn đặt những cái câu hỏi có khó khăn hay không. Vâng, kính thưa quý vị, sữa có tốt hay không thì sữa thật sự đó là một cái nguồn nhiên liệu rất tốt cho calorie chúng ta, cho chất béo và nhất là cho cái số lượng calcium. Thì thường thường đó thì là sữa đối với tôi là rất tốt. Ngoài ra những cái người sữa bò có tốt hay không, sữa dê tốt hay không, nhiều các loại sữa khác nhau, thì chúng tôi nghĩ đó là nếu mà quý vị uống chừng mực thì luôn luôn sữa vẫn là tốt. Cái quan trọng mà đối với tôi đó, nhất là những người Á Châu đó, là chúng ta uống sữa thì chúng ta không có những cái chất tiêu sữa. Vậy khi chúng ta uống sữa thường như sữa bò chẳng hạn thì chúng ta sẽ bị tiêu chảy. Vâng, thì đó, một cái phương pháp gì mà có thể ngừa cái đó thì tôi xin đề nghị với quý vị, không còn gọi là cãi sữa tốt hay không tốt nếu quý vị uống sữa men, tức là sữa kefir. Bác sĩ Dương tôi nghĩ sẽ rất thích và rất tán đồng với ý kiến của tôi. Tại vì trong sữa men nó có những cái vi trùng probiotics, đó là vi trùng bạn của chúng ta, đó là những loại vi trùng mà thường thường trong ruột của bác sĩ Dương luôn luôn có để trợ tiêu hóa và để giúp hệ thống miễn nhiễm của chúng ta. Vì vậy tôi đề nghị quý vị thay vì uống sữa thường nên uống sữa men kefir. Những cái người nào mà không hợp sữa uống sữa tiêu chảy, tôi cam đoan uống sữa kefir sẽ không còn bị tiêu chảy. Một viên đạn hai mục tiêu. Thứ nhất là có thể cung cấp cái số lượng calcium đầy đủ cho quý vị. Thứ hai, ngoài những dinh dưỡng, quý vị còn mang bao nhiêu lại những cái vi trùng bạn mà chúng tôi thường gọi là probiotics để cho sức khỏe của quý vị tốt đẹp hơn. Vâng, kính thưa quý vị, quả thật như vậy thì quả thật là cái sữa là một cái nguyên liệu chính cho các bé sơ sinh. Khi bé sơ sinh không ăn được cái gì thì các bé sơ sinh phải uống sữa. Nhưng mà khi chúng ta lớn lên hơn nữa thì cái sữa có phải là một cái nguồn dinh dưỡng chính hay không? Kính thưa quý vị, chúng tôi trả lời không, không và không. Sự thật mà nói, người ta nghĩ rằng là khi mà mình uống sữa thì sẽ mang lại một số những cái chất calcium rất là lớn. Nhưng mà nếu uống nhiều hơn sữa, uống nhiều quá, cơ thể của chúng ta nó có cái sữa nó có thể nó làm thay đổi, nó làm cái xương của chúng ta nó còn mềm đi nữa. Thành ra có rất nhiều các loại thực phẩm khác không phải có sữa mà có mang nhiều chất calcium khác nhau. Nhưng mà nếu mà chúng ta uống những cái sữa đã được pha chế đi, như là bác sĩ Thái nói là hoặc là làm yogurt hoặc là làm cái kefir thì
thì nó sẽ rất là tốt cho cái cơ thể của chúng ta, vì trong đó nó có những cái chất probiotics nữa. Thì chúng tôi sẽ khai triển thêm cái probiotics là cái gì và nó có giống như cái antibiotics trong đó. Thành ra vì vậy trong phần 2 của chương trình chúng tôi sẽ nói nhiều hơn về cái sữa mà một người Việt Nam rất thích uống, đó là sữa Ensure. Cái đó là một cái, những cái thứ mà chúng tôi muốn khai triển để quý vị biết là có nên uống sữa Ensure hay không. Xin quý vị đừng rời máy và chúng tôi sẽ quay lại trong phần thông tin thương mại.